đâu. Nó không cứng như loại mía trắng ấy nhỉ? Loại mía trắng cứng không nhai được. Nó phải cạo cả đấy cu. Thank you.
trừng ra để cho nó đều. Đừng chỉ lồng mặt như thế. Để uống nước cần thêm hai cây nữa. Nhưng mà đủ hai cây nữa thôi. Tiếp tục. Để xay, định để xay. Nhưng mà chuột nó cứ cắn. Để đi sang cho em xin cái đấy nhé. Hả? Em xin được ra cái tôi. Loại nó trắng cứng không nha các bạn. Nè. Không mấy cây này nó ấy hơn. Những cây cực già. Ê mềm à. Bột vào một bó ngoạn nhé. Hai bó. Cứ vội vàng mà phóng vào vẹo quá. Trời ơi, đi ra chỗ khác rồi đấy tiền. Ra chỗ đấy. Thank you.
có thể đây. Vâng. Cái này mà cứng. Cái này đau. Con ơi. Cứng quá. Xin lấy đi.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
No!
Ngồi đây à? Đấy, vào bên đây. Hả? To. Quá thân ơi.
Cái nhiều này à? Ừ. Sao ngọt thế nhỉ? Bán được hàng luôn, bán được hàng luôn,
bao follow rồi chị ơi. Một cái này. Đây, 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 đây
trong này rồi. Bây giờ mới 8, hơn 8 giờ nhỉ? Em cứ về sang nhóm không ra cái. Cái con đấy cầu cái tí này. Nó người để ai cầu cái tí này. Trông một cái mắt nhắm mắt khó mồm. Trông một cái chạy con này. Hên! Không, đấy là trường hợp không bán được vé cho con hàng thật. Mấy cái nhỉ, cô nhỉ? Mấy cái. Đúng rồi, đấy rồi, có ngon không? Bán được nhiều. Ngon, ngon đấy.
Đây là 1 giờ bán không rẻ là không được lãi. Chị đang đây, chị đây. Trong miệng, trái cây. Con mình to rồi. Sợ hết tuổi. Thank you.
ok. Xay, xay xay cho bác. Bác thì thịt xay thôi. Đi đâu này, làm có nhiều bánh. Hay vẻ bánh. Chuyên về Việt nhá, cắt để ý cho anh với tôi cái đoạn này nhá, hỏi ông Hoan xem là cái quá trình làm cái thịt lợn này nhá, hỏi nó đấy, không thì nó ảnh hưởng đến kênh đấy nhá.
Nguyên hai lên to. Thank you.
Thử trước đi, cái này thank you.
Sơn xây bằng nhá. Sơn xây điêu. Điêu. Không làm được thì biết đâu
Mày quá. Thank you.
cái này phải đặt máy đặt tay đặt nào. Thầy đang thả bệnh viện cho ông học ấy, nhưng mà cái học bây giờ là đang ngủ được thừa cái gọi máy đi. Học đang hả? Đi. Học đang hả? Ừ. Học đang ngủ được thừa bao giờ nhỉ? Mới ngủ. Sáng mưa chạy bay qua đi. Thằng nào hôm qua múc nhà ông Trung đâu đi ngủ được thừa. Thằng nào lại không ạ? Thế mới múc đất nọ chắc là nó lộn rủ, lộn ruộng. Tốc độ ăn một mình làm cả trưa lộn rủ. Thế đống mà bó rồi đấy à? Ừ, bây giờ nhá, bây giờ phải anh chuẩn bị sắp xếp máy ông điện trước, không mà liệu ơi, mày bao giờ mày nghỉ đấy? Nghĩ gì? Này nó đi rồi làm mấy hôm rồi nhá. Đúng hôm đấy nó ai chở chặt đéo đi được mệt lắm. Chặt đéo đi. Cái này tối nay về. Rồi đấy anh cứ về xếp với đi. Mệt quá mẹ, anh kéo co về đau mực lắm. Kéo co về đau ngực. Thay xe về. Tối qua mấy thằng cũng vào quá.
rút vào lỗ ga kia. Có gì ra đây mà kiểu thở thở không? Giờ con để tí đây em hơi gãy vào phát đằng trên kia vào phát là được. Đấy là bên kia nó chèn ria vào anh. Thì đặt trên cây bao giờ nó có cái sự nó kiểu như lắc. Đấy đây vất 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 đi. Đắt thì được thế thôi, không phải lấy cái máy gãy.
Ha 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 ha!
Thank you.
đầu nó mới có cái mắt của nó mới lấy được nước. Con tưởng đầu nặng nó với nhau. Không, đấy là đít, còn đầu kia là. Lắm. Ôi ngon quá. Ngọt mà nhỉ? Ngọt mà lại mát lắm cơ. Nặng thế gái làm sao để ta xách bớt cho hai quả kia. Mà xách của con đi. Đúng rồi. Cái quả này không cùi à? Nặng quá. Không có cùi gì nữa. Ôi, chưa. Bà xách cho con quả này nữa. Đưa đây. À, nặng không? Nặng như nhẹ, đá. Nhẹ. Đá còn chén. Sáu cân rồi. Ngon vậy. Ngon lắm mà mai ta lại phải đi chợ vào chợ Xuân Phú. Giờ là phải không? Đi về đây. Đi về giờ mày làm nào được? Gánh về làm nào? Gánh nặng không gánh được. Cho vào bao chứ mà nó thổ quá cho. Thổ lắm, nặng đấy. Ngắn chạy về đi bận Lê Tân An thì bán luôn đấy. Ê. Về đây. Về thầy. Ý bảo người ta chỉ gánh đảo bà quê đâu gánh đảo đây này. Thọt nhẹ em tin. Quả đây. Quả. 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 Quả.
Em làm gì đi em? Mày phân ra đây mua đi. Đi, về nhà mình. Đây, anh. Đi vào, đây vào. Đi đây vào. Đi, nào. Sạch nào, đi. Đây, anh đi. Mấy quả sao? Mấy quả. Đây, quả đây này. Rồi giờ tao dương cho. À, có 2 quả mà. Sao bố bảo mua 3 quả? Chưa rồi. Đây, 2 quả, 3 quả. Lên. Đây làm quả sẵn hãng bố. Mời cô bố. Nào, thử xem nha. Tôi ăn quả được. Ngọt. Đang ngồi và xuân. Ngọt. Ta đây. Nhổ nước á. Ngọt. À, có cái ống nào nào cắm cho lần cái ống. Không ấy nhặt xem quả nào. Ý tớ đây, đi mua dừa rồi này. Đi mua dừa rồi cho bọn ta muốn. Đấy. Ừ. Đấy. Về nó con. Về nó con. Về đây. Về nó con. Về nó con. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ho hết rồi. Ho rồi. Thực ra là nếu mà ăn cơm cái thì ngon rồi. Ăn cơm thì hợp. Đánh táo. Ngon quá. Nhanh ghê nhỉ. Cũng là theo một loại này. Hôm qua đi chợ bán. Hôm qua đi chợ bán để hai quả dừa. Uống nước. Rất ngon quá. Anh ấy chưa về được ăn cơm nghỉ luôn. Mềm lắm. Mềm, chấm ngay. Chấm ớt.